Mến chào tất cả quý vị đến với kênh Thầy Thắng Công Chức. Xin mời quý vị cùng chương trình khám phá nội dung sau đây. Quý vị thân mến, sau khi kết thúc chiến tranh, Việt Nam ta đã thu giữ được nhiều xe pháo, máy bay, tàu chiến, chiến lợi phẩm từ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng dù vậy thì Việt Nam vẫn giữ lại kho vũ khí cũ, từng được viện trợ từ trước năm 1960, khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Thậm chí nhiều người còn cho rằng vì Việt Nam ta vẫn nghèo nên chẳng có tiền mà mua sắm vũ khí mới, nên mới giữ lại sắt vụn như vậy. Thế nhưng đối với Việt Nam thì vũ khí không phế, chỉ người không biết dùng mới phế mà thôi. Khi nhìn vào tình cảnh thiếu vũ khí trầm trọng của Ukraine hiện tại mới thấy Việt Nam ta thật cao tay và có tầm nhìn xa trông rộng. Vậy tình hình chiến sự ở Ukraine đang diễn ra như thế nào? Việc Việt Nam giữ lại kho vũ khí cũ để không tự biến mình thành Ukraine của châu Á ra sao? Nếu quý vị khán giả có chung thắc mắc, vậy thì đừng rời mắt khỏi màn hình vì sẽ có được câu trả lời ở video ngày hôm nay của chúng tôi. Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé. Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đón xem. Quý vị thân mến, trong kho vũ khí Việt Nam có một số món vũ khí từ thời cụ kỵ mà quân đội Việt Nam còn giữ ở trong kho. Có thể kể ra như là xe tăng T-3485, M-41 Bulldog, M-48A3 Patton, pháo tự hành Su-100, xe thiết giáp BTR-50, lựu pháo ML-20-152MM. Chúng đều có thể coi là những món đồ thất thập cổ lai hy. Bởi vậy, nhiều người cho rằng quân đội Việt Nam vẫn giữ lại những món đồ cổ này để sử dụng thì chứng tỏ là chúng ta vẫn còn quá kém cỏi, thiếu tiền, thiếu của để mua vũ khí mới. Từ đó, họ cho rằng sức mạnh của quân đội Việt Nam chỉ đáng sách dép cho các quốc gia khác. Thế nhưng sách dép hay không thì quý vị cứ nhìn vào lịch sử Việt Nam, nhìn vào những cuộc kháng chiến với những kẻ thù sừng sỏ nhất. Nào là Pháp, nào là Mỹ, rồi thì Trung Quốc. Những kẻ thù này đều đông hơn, mạnh hơn Việt Nam rất nhiều lần. Vũ khí cũng xịn sò hơn của chúng ta. Trong khi Việt Nam khi đó, ngoài những vũ khí được người anh em Liên Xô viện trợ, thì chúng ta còn dùng cả vũ khí tự chế. Thậm chí quân ta chế luôn từ các loại bom mà địch dội xuống. Thế nhưng cuối cùng quân ta vẫn giành được thắng lợi, khiến kẻ thù phải tâm phục khẩu phục. Vậy nên thực ra thì vũ khí cũ hay không thì nó cũng không phế, mà không biết sử dụng mới là phế. Nhìn vào cuộc chiến hiện tại giữa Nga và Ukraine đã khiến cho những người từng chê kho vũ khí cũ của Việt Nam phải câm nín hoàn toàn, bởi cả Nga và Ukraine đều đưa ra chiến trường những món vũ khí từ thời cũ kỵ để lại. Cụ thể là từ thời Liên Xô nhưng mà chúng vẫn phát huy hiệu quả rất tốt. Thậm chí có nhiều món còn được chuyên gia quân sự và những người lính trên chiến trường hai bên đánh giá là hoạt động còn hiệu quả hơn cả vũ khí hiện đại thời bây giờ. Đầu tiên là Nga. Ngoài việc tung ra chiến trường các mẫu xe tăng xịn sò thì những chiếc đã lỗi thời như T-54, T-60, T-55, T-62 vẫn được khẳng định chỗ đứng của chúng. Các nguồn tin trong quân đội Nga nói rằng T-54 thực sự đang được triển khai trong chiến đấu với Ukraine, nhưng chúng không được sử dụng với vai trò xe tăng mà là như pháo tự hành bắn gián tiếp vào các mục tiêu xa. Đây thực sự là chiến thuật sử dụng xe tăng cũ rất hay của Nga, khiến vũ khí đã tàn nhưng cũng không hề phế. Cuối tháng 3, những bức ảnh về đoàn tàu chở xe tăng được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Nga đã kích hoạt lại một số xe tăng T-54B cũ trong kho niêm cất để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Các bức ảnh xuất hiện hồi tháng 4 cho thấy xe tăng T-54 đã được đưa đến Ukraine nhưng không có dấu hiệu được nâng cấp, chẳng hạn như giáp phản ứng nổ. Theo các bài đăng trên mạng xã hội của chuyên gia quân sự Andriy Tarasenko, chủ trang web tiếng Nga btvt.info có chủ đề về xe tăng, các nguồn tin trong quân đội Nga nói rằng T-54 đang được triển khai trong chiến đấu, nhưng chúng không được sử dụng với vai trò xe tăng mà là xe pháo bọc thép bắn đạn gián tiếp vào các mục tiêu ở xa. Bài đã cho biết mỗi đại đội xe tăng T-54B và T-55 thường 10 hoặc 13 xe tăng đã được chuyển giao cho trung đoàn pháo binh đang hoạt động ở miền nam Ukraine. Mặc dù T-54 thường cần kíp lái 4 người, chỉ huy, lái xe, xạ thủ, người nạp đạn, nhưng những chiếc xe tăng này được vận hành với kíp 3 người, có lẽ là do nhu cầu di chuyển và bắn đồng thời hạn chế. Kíp lái được chọn từ cả hai nhánh pháo binh cũng như xe tăng, thay vì chỉ nhánh xe tăng, và chỉ được huấn luyện trong một tuần.
Một bức ảnh được đăng tải sau đó cho thấy một chiếc xe tăng T-54 được giấu trong một khu vực vắng vẻ với giáp lồng hai lớp trên tháp pháo, có lẽ là nhằm tăng cường khả năng bảo vệ trước máy bay không người lái UAV và tên lửa chống tăng trong các đòn tấn công song song. Các bài đăng tiếp theo của chuyên gia quân sự Andrei Tarasenko cho rằng ban đầu Nga dự định sử dụng T-62M mới hơn so với T-54 trong vai trò pháo tự hành, nhưng những chiếc xe tăng này cuối cùng lại được giao cho các đơn vị tiền tuyến với vai trò tấn công. Sử dụng xe tăng T-54 như pháo tự hành chiến thuật sử dụng xe tăng như pháo tự hành đã có một lịch sử lâu dài. Trong đó, xe tăng được khai hỏa với góc bắn cao khiến đạn bay theo hình cầu vồng và trúng mục tiêu ở sau vật cản. Với chiến thuật này, xe tăng có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa hơn so với tầm bắn trực tiếp. Về bản chất, đây là đòn nghi binh khiến đối phương tin rằng họ đang đối đầu với pháo binh thực thụ. Việc sử dụng xe tăng như pháo tự hành có thể nhằm được hai mục đích. Thứ nhất là đảm bảo tính sống sót cao cho binh sĩ, khi xe tăng có thể cơ động ngay sau khi khai hỏa, tránh được hỏa lực phản pháo của đối phương. Thứ hai là sử dụng hỏa lực từ pháo xe tăng để dụ cho pháo binh đối phương khai hỏa, dẫn tới lộ vị trí. Tuy nhiên, việc bắn gián tiếp quy mô lớn không phải là cách sử dụng lý tưởng cho pháo binh của xe tăng. Pháo của xe tăng được thiết kế để xả đạn với vận tốc rất cao nhằm tối đa hóa độ xuyên giáp và độ chính xác. Điều này gây áp lực lớn lên nòng pháo và chúng thường phải thay thế sau vài trăm lần bắn, nếu không sẽ có nguy cơ bị vỡ toác. Lựu pháo chuyên dụng và pháo dã chiến không cần nhiều tới vận tốc xuyên giáp và được chế tạo để có tuổi thọ nòng pháo lâu hơn. Những chiếc xe tăng được sử dụng cho nhiệm vụ pháo binh sẽ hao mòn nòng pháo có giá trị cao của chúng nhanh hơn so với lựu pháo được chế tạo cho mục đích này. Kính thưa quý vị, nếu quý vị thích những thông tin mà chúng tôi chia sẻ, vậy quý vị đừng ngần ngại chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận để ủng hộ kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và mời quý vị tiếp tục khám phá nội dung. Mặc dù đã được sử dụng như pháo, nhưng có vẻ như những chiếc T-54 của Nga vào một thời điểm nào đó sẽ được yêu cầu hỗ trợ hỏa lực trực tiếp trong trường hợp cần thiết hoặc được dùng để phòng thủ như một công sự di động. Xe tăng, ngay cả những mẫu cũ như T-54 cũng có tác động đáng kể đến tinh thần binh lính trên chiến trường. Trong một cuộc phỏng vấn do New York Times ghi hình, một lính cựu thương Ukraine từng mô tả: "Thật đáng sợ khi một chiếc xe tăng đang bắn vào bạn. Khi súng cối khai hỏa, bạn có thể nghe thấy nó sẽ hướng về phía nào và rơi xuống đâu. Khi nó là một chiếc xe tăng, bạn có thể nghe thấy tiếng nó khai hỏa và sau đó quả đạn rơi xuống ngay lập tức. Bạn không biết nó sẽ rơi xuống chỗ nào. Điều đó chỉ xảy ra trong tích tắc. Có một tiếng nổ và nó sẽ rơi xuống trước khi bạn có thể nghe thấy nó." Ngoài chiếc xe tăng T-54, Nga còn dùng xe tăng T-55 và T-62 đời cũ, đã hơn 60 tuổi làm khí tài yểm trợ hỏa lực thay vì đột kích vào phòng tuyến Ukraine giúp chúng phát huy hiệu quả. Từ cuối năm ngoái, Nga bắt đầu rút hàng nghìn xe tăng T-55 và T-62 từ kho niêm cất để chuyển chúng tới chiến trường Ukraine nhằm bổ sung lực lượng cho các đơn vị thiết giáp đã bị tổn thất nặng nề sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Hồi đầu năm nay, quân đội Ukraine tuyên bố tịch thu nhiều chiếc T-62 từ tay lực lượng Nga và sửa chữa, cải tạo để tiếp tục đưa chúng quay lại chiến trường. Thực tế này khiến một số chuyên gia phương Tây cho rằng Nga đã phạm sai lầm khi đưa những chiếc xe tăng hơn 60 năm tuổi này ra chiến trường và chúng gần như không còn phát huy được vai trò trên chiến trường hiện đại. Tuy nhiên, báo cáo mới công bố của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh RUSI nhận định sau khi những lúng túng ban đầu, quân đội Nga đã tìm ra phương án sử dụng hiệu quả số, tăng thiết giáp cũ trong kho, giúp chúng tiếp tục thể hiện được ưu thế trong giao tranh. Báo cáo được RUSI thực hiện sau khi phỏng vấn nhiều sĩ quan Ukraine đã chạm mặt xe tăng đời cũ của Nga trên chiến trường, cho thấy lực lượng này đã thay đổi đáng kể chiến thuật sau những tổn thất ban đầu. Họ không còn điều những chiếc xe tăng đời cũ là mũi nhọn xung kích tấn công trực diện vào phòng tuyến của Ukraine, bởi T-55 và T-62 có hệ thống phòng vệ kém hiệu quả, khả năng cơ động và hỏa lực kém hơn các mẫu tăng hiện đại, khiến chúng dễ bị đối phương tiêu diệt bằng các loại vũ khí chống tăng thông thường. Thay vào đó, Nga sử dụng tăng T-55 và T-62 như những bệ pháo di động, làm lực lượng dự phòng cho pháo binh, cung cấp hỏa lực yểm trợ tầm xa cho các đơn vị bộ binh và tham gia những cuộc đột kích chớp nhoáng vào điểm yếu của phòng tuyến của đối phương. Chiến thuật sử dụng tăng thiết giáp của Nga đã có những bước phát triển đáng kể trong cuộc xung đột, báo cáo của RUSI có đoạn. Dù việc đưa những mẫu xe tăng cũ như T-55 và T-62 ra chiến trường bị chế giễu trên mạng xã hội, chúng giờ đây được sử dụng làm phương tiện yểm trợ hỏa lực,
tương tự thiết giáp BMP và các loại xe chiến đấu bộ binh khác nhưng uy lực hơn. Báo cáo nhận định, với khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 1,5 km, xe tăng T-55 và T-62 vẫn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng trên chiến trường, đặc biệt tại những nơi chúng ít bị đe dọa bởi vũ khí chống tăng dẫn đường. Pháo nòng trơn cỡ 115mm trên xe tăng T-62 không uy lực và chính xác như các loại pháo hạng nặng, song chúng có khả năng cơ động cao hơn và được bảo vệ tốt hơn nên sẽ yểm trợ tốt hơn cho các đơn vị bộ binh liên tục cơ động. Báo cáo có đoạn. Các chuyên gia tại RUSI cũng nhận định Nga thường sử dụng xe tăng đời cũ để tiến hành các cuộc đột kích ban đêm vào thời điểm lực lượng Ukraine đảo quân, nhằm nhanh chóng tiếp cận khu vực mục tiêu, càng nhiều đạn càng tốt trong khoảng thời gian ngắn nhất rồi rút lui. Điều đặc biệt là xe tăng đời cũ Nga được trang bị các vật liệu ngăn cản bức xạ nhiệt và thường tiến công vào bình minh hoặc hoàng hôn, thời điểm được gọi là giao thoa nhiệt, khi xe tăng có nhiệt độ gần với môi trường xung quanh nhất, khiến cảm biến tầm nhiệt trên tên lửa chống tăng dẫn đường không thể phát hiện ra. Bởi vậy, mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng các món vũ khí mới thì tấn công rất hiệu quả, còn những món cũ thì phòng thủ lớp 1, lớp 2 và lớp 3 thì tốt hơn, giúp Nga giữ được những phần lãnh thổ đã giành được từ Ukraine. Còn về phía Ukraine thì rõ ràng cuộc chiến đã tiêu tốn khá nhiều tiền của. Hơn nữa, họ vốn đã thiếu thốn vũ khí trầm trọng, nay phải xin viện trợ từ phương Tây, nên họ cần dùng thêm vũ khí từ thời Liên Xô để giải đều trên mọi mặt trận. Thậm chí là đến phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine cũng dùng luôn hàng cũ bởi họ không kịp sản xuất các loại vũ khí mà Ukraine yêu cầu. Lúc này chúng ta đã thấy được một cuộc chiến tranh tổng lực như ở Ukraine tốn tiền của nhiều như thế nào. Ukraine đã muốn sạch ngân sách quốc phòng của nhiều ông phương Tây. Nhiều ông còn sản xuất không kịp để cung cấp cho Ukraine, khiến cho vũ khí cạn kiệt và thiếu thốn đủ đường, phải tăng mua thêm của Mỹ để bù đắp vào, rồi đến Mỹ cũng thiếu thốn vì nhu cầu tăng cao. Hãy cùng xem tình cảnh của Ukraine hiện tại để hiểu rõ hơn nhé! Mới đây thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đang đẩy lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ của mình một cách chậm mà chắc. Nhưng tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược đang gây ra nhiều khó khăn. Khó khăn là các bãi mìn, là thiếu vũ khí đạn dược, đặc biệt là thiếu hụt, nặng nề thiết bị phòng không. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Tư trong cuộc phỏng vấn với kênh Sky TG24 của Ý. Ông nhấn mạnh hệ thống phòng không là rất quan trọng đối với cuộc phản công và với việc bảo vệ người dân. Tổng thống cho biết mùa đông đang đến gần có thể đặt ra một thách thức khác đối với người Ukraine, bao gồm tất cả người dân, những người dân lao động bình thường và binh sĩ. Ông nói, chúng ta cần phải vượt qua mùa đông này mà không đánh mất thế chủ động mà chúng ta có trên chiến trường. Đồng thời cho biết thêm rằng, những mối đe dọa từ Nga có thể sẽ gia tăng trong những tháng giá lạnh. Ông Mikhail Podolyak, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine nói, chiến dịch quân sự của Kiev đang bị chôn chân do thiếu vũ khí, cho rằng các đồng minh cần cấp thêm nguồn cung để quân đội nước này chống lại Nga hiệu quả hơn. Từ quan điểm cân bằng trên chiến trường, vũ khí Ukraine thực sự thiếu hụt đáng kể. Ông Mikhail Podolyak cho biết, theo vị này, Kiev cần thêm đạn pháo và tên lửa tầm xa, đồng thời đang gặp sự thiếu hụt nhất định về thiết bị giả phá bom mìn. Quân đội Ukraine cũng gặp khó khăn trong việc sửa chữa áo giáp bị hư hỏng. Ông Mikhail Podolyak cũng cho biết, những vũ khí quan trọng mà Ukraine vẫn thiếu là hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu hiện đại, đặc biệt là F-16 do Mỹ sản xuất. Kiev đã yêu cầu các nước phương Tây cung cấp F-16 trong nhiều tháng, nhấn mạnh F-16 sẽ giúp Kiev đối đầu hiệu quả với Moscow. Tuy nhiên, Washington và đồng minh đến nay chưa dứt khoát trong việc cung cấp máy bay phản lực F-16 cho Kiev kể từ khi xung đột bùng phát. Ukraine đã yêu cầu vũ khí ngày càng tinh vi từ phương Tây phục vụ cho cuộc phản công được phát động vào đầu tháng 6. Chiến dịch đến nay không mang lại kết quả cụ thể, trong khi khí tài do phương Tây cung cấp bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe bọc thép CV-90 do Thụy Điển sản xuất đã bị quân Nga phá hủy hoặc bị thu giữ. Moscow nhiều lần hối thúc phương Tây ngừng bơm vũ khí cho Ukraine, cảnh báo việc tiếp tục viện trợ quân sự sẽ chỉ kéo dài xung đột và gây ra nhiều thiệt hại cho Ukraine hơn là thay đổi kết quả cuối cùng. Trước tình trạng thiếu hụt vũ khí nghiêm trọng, Ukraine liên tục nhắc phương Tây chuyển nhanh vũ khí. Thế nhưng cung không đủ cầu. Những lời hứa màu hồng với Ukraine, các nước châu Âu đưa ra nhiều cam kết về hỗ trợ quân sự với Ukraine, dù nền công nghiệp quân sự của họ khó lòng đảm bảo tiến độ sản xuất. Ngày 11 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius công bố gói viện trợ quân sự mới nhất dành cho Ukraine.
Gói này trị giá 700 triệu euro, khoảng 785 triệu đô la Mỹ, bao gồm hai hệ thống phòng không Patriot, 25 xe tăng Leopard 1, 40 xe chiến đấu bộ binh Marder, 20.000 viên đạn pháo. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Berlin đã cam kết cho Ukraine 7,5 tỷ euro viện trợ quân sự, biến nước Đức trở thành quốc gia viện trợ quân sự cho Ukraine nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Trong khi đó, theo website của Hạ viện Anh, với việc đã cam kết viện trợ tổng cộng 4,6 tỷ bảng, khoảng 5,9 tỷ đô la Mỹ, London trở thành nước ủng hộ quân sự cho Kiev đứng thứ ba thế giới. Tính đến nay, Anh đã công bố viện trợ cho Ukraine nhiều khí tài chủ lực như xe tăng Challenger 2, tên lửa tầm xa Storm Shadow. Bên cạnh Đức và Anh, tháng 3 năm 2023, Liên minh châu Âu EU đã thống nhất giao cho Ukraine 1 triệu viên đạn pháo trong vòng 12 tháng tới. Trái ngược những lời hứa màu hồng, theo ông Max Hastings, cựu tổng biên tập báo Telegraph, việc mua bán vũ khí của các nước châu Âu cho Ukraine đang trong tình trạng báo động. Báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS đưa ra nhận định khá bi quan. Kho vũ khí của quân đội các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở châu Âu cũng như của các nước thành viên EU đã bị rút sạch. Chúng chất đầy khí tài không sử dụng được và thiếu đạn dược trầm trọng. Một trong những nguyên nhân chính của hiện trạng này là sự thiếu đầu tư cho quốc phòng kéo dài hàng chục năm. Theo hãng tin Bloomberg, kể từ sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, các nước châu Âu đã cắt giảm đáng kể ngân sách quốc phòng. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết, ngân sách quốc phòng của các nước châu Âu sau điều chỉnh lạm phát đã giảm từ 343 tỷ đô la Mỹ vào năm 1988 xuống chỉ còn 275 tỷ đô la Mỹ vào năm 2013. Việc châu Âu tự tin giảm chi quốc phòng phần lớn do sự ỷ lại vào NATO và chiếc ô bảo vệ của Mỹ, cùng với việc không còn thế lực quốc tế nào đủ mạnh để đe dọa sự tồn tại của họ. Năng lực quốc phòng của châu Âu do đó hiển nhiên bị suy yếu, trong đó Đức là ví dụ tiêu biểu. Năm 2018, sự thiếu thiết bị, phương tiện và máy bay trong các đơn vị Đức phổ biến đến mức Ủy viên Quốc hội Đức về lực lượng vũ trang khi ấy là ông Hans-Peter Bastels đã phải tuyên bố quân đội nước này không đạt chuẩn để bảo vệ mình hay các đồng minh NATO. Tháng 5 năm 2022, chính phủ Đức công bố sẽ chi 100 tỷ euro, khoảng 107 tỷ đô la Mỹ để tái thiết quân đội. Tuy nhiên, gần một năm sau đó, tháng 3 năm 2023, bà Eva Hock, người kế nhiệm của ông Bartels, cập nhật tình hình mua bán quá chậm chạp, các dự án đầu tiên đã bắt đầu, song binh lính của chúng ta vẫn chưa nhận đồng nào từ nguồn quỹ trên trong năm 2022. Năng lực sản xuất hạn chế nghiêm trọng. Chính việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng khiến khả năng sản xuất khí tài của các nước châu Âu chưa thể đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Ukraine. Theo báo Washington Post, quân đội Ukraine hiện sử dụng 90.000 đến 140.000 viên đạn pháo mỗi tháng, nhiều hơn năng lực sản xuất 14.500 viên một tháng của cả Mỹ và EU. Theo ông Hastings, dù EU và NATO đã tuyên bố sẽ đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí nền công nghiệp quốc phòng của các nước, vẫn cần đến 2-3 năm để có thể chuyển giao các lô đạn hay vật liệu cơ bản đầu tiên. Tháng 10 năm 2022, nhà thầu quốc phòng lớn nhất châu Âu BAE Systems cũng cho biết họ cần ít nhất là 30 tháng để tái khởi động dây chuyền sản xuất pháo tự hành M777. Hãng tin Bloomberg khẳng định số đạn pháo 155mm, cựu đạn ưa dùng của quân đội Kiev mà Anh đã hứa với Ukraine cũng sẽ tốn khoảng thời gian tương tự. Theo vào đó, việc thiếu hụt chất bán dẫn cũng khó khăn trong chuỗi cung ứng khiến thời gian chuyển giao một số loại phương tiện chiến đấu và xe bọc thép trì trệ lên đến 7 năm. Sự việc còn trầm trọng hơn khi các công ty vũ khí lớn vẫn đang khá lưỡng lự trong việc mở rộng đầu tư vì lo sợ chiến sự tại Ukraine kết thúc đột ngột và chính phủ các nước từ chối mua lại số vũ khí họ sản xuất thừa. Ông Hastings nhận định, việc chỉ trích các công ty châu Âu tính toán thưởng cận trong khi chính phủ các nước không muốn tính đường xa là không công bằng. Quý vị thân mến, nhìn vào cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga thì có thể thấy rằng việc Việt Nam chúng ta lưu giữ hàng cũ cũng là chuyện hết sức bình thường. Bởi chúng ta luôn trong trạng thái chuẩn bị và đề phòng mọi trường hợp xấu có thể xảy ra. Nếu có một cuộc chiến tranh mở rộng, phải tổng lực động viên hàng triệu quân thì lúc đó lấy đâu ra vũ khí mới mà cung cấp cho đủ. Bởi vậy, sử dụng và cải tiến sửa chữa lại vũ khí cũ là biện pháp vô cùng cao tay. Quý vị thân mến, vừa rồi là những phân tích của kênh. Nếu quý vị đồng ý với những phân tích trên của kênh, quý vị hãy để lại bình luận phím số 1 và để lại bình luận phím số 0 với ý kiến không đồng ý nhé.
thay mặt đội ngũ kênh Thầy Thắng Công Chức, từ tận đáy lòng, ban biên tập chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mỗi ngày nhé. Bây giờ, mời quý vị xem thêm những video hay nhất của kênh Thầy Thắng Công Chức đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video